Em Thảo xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn yêu hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay nhà vườn em Thảo có lô hàng hồ điệp mẹ bồng con rất là đẹp, hàng lá mít xếp nhăn, rất là xinh. À, mọi người hay gọi là lá gân, rất là đẹp nha các bác nhá. Hiện tại nhà em Thảo có hơn 10 màu hoa khác nhau. Bác nào yêu mến thì có thể uh, inbox vào đây em sẽ gửi cho các bác xem mặt hoa. Rất là đẹp và hồ điệp được mệnh danh là nữ hoàng của dòng hoa lan và là vua của loài hoa Tết. Ngày hôm nay em Thảo sẽ tri ân giảm giá cho tất cả các bác yêu hoa lan, một cái combo gồm có 5 cây bồng mẹ bồng con như thế này với giá rất là rẻ, 199 000 em Thảo sẽ uh, ship từ 5 cây Bác nào mà yêu mua từ 10 cây trở lên Em Thảo sẽ bao ship cho cả nhà mình Đây các bác nhìn này bồng mẹ bồng con rất là đẹp nhá Nhà vườn em ở trên Lạng Sơn và tất cả các anh chị đều được xem hàng trước khi nhận Nhà em gửi 100% là đóng thùng xốp Đây là từ 5 cây em Thảo mới gửi nha các bác nhá Đây này bồng mẹ bồng con này đó, rất là đẹp nha các bác nhá Đây, cây nào cũng đẹp luôn uh, Bác nào yêu mến thì có thể là nhắn tin Em Thảo sẽ gửi màu hoa cho các bác xem và em sẽ chụp cho các bác xem cây. Và các bác được xem hàng trước khi nhận. Cây nào cũng bồng từ 1, 2, 3 con. Rất là đẹp nha các bác nhá Đó đây là khuôn vườn của nhà em. Bác nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0965 495087